Con sông này hay lắm nè. Nó một bên, cái bên mấy ngôi nhà màu trắng này là xứ Anh, còn bên dòng bên bờ bên kia là xứ Wales. Ở đây là cầu này là một nửa cái cầu cũng là xứ Wales, còn một nửa cầu là xứ Anh. À, nó chảy ra biển, nó cũng có bây giờ đang nước lớn nè, nước lớn vô nè, chảy xiết ghê luôn á. Cũng có một bên lở một bên bồi đất sình, cho nên mấy cái bãi biển ở Bristol này nó sình không, nó phải sình nữa mà nó là đất sét dẻo luôn. Hay lắm, hai bên bờ kia này không có cây nước như là cửa biển ở Việt Nam mình, không có cây nước mà nó là cây xứ ồn đấy, còn rừng nhiều cây đó chứ. Khu này rừng nhiều ghê á, rừng là mình tưởng tượng hồi xưa là rừng rú như vậy chứ không phải là nó dọn sạch sẽ chỉ còn một hai cây trên đồi giống như là bên bên Anh. Mà mình đi dọc đường mình thấy toàn là đồi không, không có cái cây, có một hai cái cây. Chắc ngày xưa nó cũng như vậy, nó dọn dẹp sạch sẽ để nó trồng trọt chăn nuôi. Mấy cái nhà nhỏ nhỏ dễ thương ghê luôn á, rất là yên tĩnh, nhưng mà có mấy cái nhà hàng hay lắm, ngon lắm. À, nhà hàng Ý pizza giá từ 8 đồng tới 12 đồng cũng được. Cái pizza cũng nhìn cũng to, pasta cũng vậy, nói chung là giá cả cũng tương đối.